Ok, xin chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo của tôi nha. Thì hôm nay anh em chúng tôi sẽ làm một cái món đó là hột vịt lộn rang me các bạn ạ. Thì hôm nay tôi sẽ làm cái món hột vịt lộn rang me khổng lồ nha. Thì ở đây tôi có 100 cái hột vịt lộn này các bạn này. Đây này. Đó, 100 cái nha. Đó, còn đây là me này. Tôi có 2 bịch me, rau răm và đậu phộng nha các bạn. Đó, đây này. Thì hôm nay anh em tôi sẽ tiến hành làm cái món hột vịt lộn rang me khổng lồ. Đó, thì cái món này nói chung là món này anh em tôi cũng chưa làm bao giờ cả, thì hôm nay cũng thử làm xem nó như thế nào. Đó, thì bây giờ anh em tôi đây đã nhóm lửa bên đây sẵn rồi này các bạn này. Đó, ông anh tôi đang nhóm lửa sẵn rồi. Đó, bây giờ anh em chúng tôi sẽ tiến hành luộc hột vịt lộn lên và chuẩn bị những cái khâu còn lại để mà ấy luộc vào nồi này nha các bạn. Ok, các bạn tiếp tục theo dõi nha. Nếu như anh em nào cảm thấy video của chúng tôi hay thì hãy cho anh em tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha các bạn. Đó, giờ anh em chúng tôi tiến hành đem vào luộc. Đẩy chân vô mất thịt cá. Đó, bây giờ anh em tôi sẽ luộc nha các bạn. Đây là mình luộc, mình bỏ vào cái túi bóng này nha các bạn. Phải cho thêm ít nước nữa quá. Đứng lên nha bà. Thôi ít nước các bạn ạ. Bỏ hết luôn đi. Luộc lâu mà. Hả? Luộc lâu mà. Ít nữa hả? Luộc tới 30 phút lận đó. Đó, giờ chỉ chờ luộc chín và tiến hành làm những bước tiếp theo thôi. Được chưa? Trứng chín chưa? Trứng chín rồi các bạn. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ tiến hành lấy trứng xuống và bóc vỏ nha các bạn. Bỏ thau nước cho nó lạnh nhưng khỏi ấy chứ đúng không? Để mình bóc cái đúng không? Bóc xuống à? Nóng quá. Nóng quá các bạn ơi. Giờ bỏ vô thau nước cho nó nguội các bạn ạ. Để mới bóc được. Không nóng lắm. Giờ đổ hẳn nó luôn. Đổ hẳn lên đi. Giờ mình cắt anh đứng ra cắt kể đi nha. Cái này kể.
tô cái gì mà ở cái sau lấy cái nước. Đó, sau khi trứng luộc rồi thì anh em chúng tôi sẽ tiến hành bóc trứng nha các bạn. Bây giờ đang ngồi bóc rồi, mấy anh em đang ngồi lu bu bóc. Đi lên nhỉ. Vừa ngon, vừa to mà vừa rẻ, vừa bổ nữa. Trứng này ở ngoài quê tôi bán có 2.500 một cái thôi nha các bạn. 2.500 một cái trứng vịt lộn nha. Trứng này quê tôi bán rẻ lắm. Mà trứng đây là vịt người ta nuôi thả đồng đàng hoàng chứ không 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 phải là cho ăn bột này kia đồ đâu. Đây nha các bạn. Sau khi anh em chúng tôi bóc xong thì bây giờ đang sẽ đem ra đây để chuẩn bị mà xào nha các bạn. Đó, đây là nguyên liệu của nó rồi các bạn này. Ngày mày giới thiệu những cái nguyên liệu. Hello. Cái món này món hộp vịt lộn xào me này là nói với các bạn là cái món này nguyên liệu hơi bị cầu kỳ. Đây, đây là tất cả nguyên liệu đây. Đây là nước của trứng vịt lộn nha các bạn. Đường nè, tỏi nè, đậu phộng giả nè, rau răm nè, bột ngọt, cờ no, muối, rồi cờ no này, rồi dầu ăn nữa, đường, cầu kỳ lắm, còn ớt nữa kìa, còn gia vị thêm vài món nữa các bạn. Còn bánh tráng nữa nha các bạn, bánh đà. Rồi, mình làm xong rồi mình bày ra thì nó mới hấp dẫn nha, bây giờ nguyên liệu hơi nhiều. Ok, bây giờ anh em chúng tôi tiến hành là đem đi rang me đó nha các bạn. Các bạn tiếp tục theo dõi nha. Đây nha các bạn, đây là me nha các bạn. Me này là mình đã sơ chế xong hết rồi nha các bạn. Làm xong hết rồi. Các nguyên liệu thì mình bỏ luôn nha các bạn. Thường thì người ta sẽ bỏ nguyên liệu trong lúc xào. Nhưng mà mình thì mình sốt xong rồi, cái đó mình sốt xong rồi mình mới bỏ trứng vào, tại vì trứng mình nó luộc hết rồi các bạn. Cái này là chút nữa là mình nêm nếm là đủ luôn nha, không có cần phải bỏ gì vô nữa. Nguyên liệu chính của cái món này là trứng với me với đường là nhiều nhất.
phải làm cho nó me với đường với muối cho cái miệng mình là nó vừa ăn luôn nha các bạn. Trước khi làm thì mình mới nếm luôn nha các bạn. Nếm cho nó vừa nha các bạn. Thấy ngon rồi. Nhưng mà vì là 100 trái trứng thành ra mình phải bỏ cái gia vị ấy, nó phải nhiều hơn. Thay vì bình thường mình làm ở nhà mình ăn á, mình chỉ làm chừng 10 cái thôi các bạn. Ngon không các bạn? Ngon ha. Ngon không? Hấp dẫn ha. Hấp dẫn đúng không? Cái này ngon lắm. Một chút xíu nữa, bỏ thêm một chút xíu nữa cho đậm đậm chút xíu nữa. Vậy là xong rồi các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị đến khi là mình bắt chảo lên để mình nấu nha các bạn. Ok. Hello, bây giờ đến cái này bước là bước cuối cùng nha các bạn. Bước này là bước quan trọng quyết định cái món này ngon hay dở nha các bạn. Vâng, thì hôm nay vợ chồng tôi tiếp tục với cái thau nha các bạn. Chúng tôi có chảo nhưng mà không làm một cái chảo, làm một cái thau các bạn ạ. Làm cái này cho dễ, cho nó dễ quậy các bạn. Với lại là để cho phong cách mới lạ chút các bạn ạ. Cái này phải để chảo thịt nóng nha các bạn. Nóng rồi, hết nước rồi, hết nước rồi. Cái loại thau này nó nhanh nấu không mà đó, thấy chưa? Này là tỏi nha các bạn. Cái này là tỏi nha các bạn. Phải làm một dĩa lớn nha các bạn. Tại vì mình làm số lượng nhiều quá ha. Làm càng nhiều thì nó càng thơm nha các bạn. Thay vì các món khác thì mình làm mình gia vị nhiều thì mình sợ là không ngon. Nhưng mà đặc biệt cái món này ấy, nhưng mà gia vị nhiều rất là ngon nha các bạn. Đừng sợ là tỏi nhiều nha các bạn. Bỏ vào phát là cái tỏi, cái mùi tỏi nó bốc lên thơm nức mũi luôn các bạn ơi. Đó. Đó đây này các bạn ạ. Sao tỏi nó bốc lên thơm nức mũi luôn á. Đó thấy chưa? Xào cho nó thịt vàng đó nha các bạn. Đây nha các bạn, sau khi đảo cho tỏi nó vàng thì bây giờ mình cho tiếp tục là sốt me nha. Sốt me vào nha. Đây, me là một thau luôn nha các bạn. Đừng sợ cháy nha các bạn. Nói thật là chưa bao giờ mình làm cái thau trứng vịt lộn mà nó bự vậy đâu. Từ đó giờ chỉ làm chừng mấy trái thôi. Phải bỏ vào thôi. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Đó. Mùi tỏi với me bắt đầu nó sọc lên rồi. Chua thơm thơm. Hồi nãy là mình đã bỏ gia vị vô trong đây hết rồi nha. Giờ mình chỉ đợi cho cái nước me này nó sệt lại nữa thôi. Sệt lại nữa là mình sẽ bỏ trứng vô. Bỏ trứng vô xong bắt đầu là mình ninh một chút xíu nha các bạn.
cho nó nhỏ lửa đấm 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 nha, thấm thấm từ từ nha. Đây nha các bạn, nước sốt là được rồi đó nha. Bây được giờ được rồi nha các bạn. Chuẩn bị. Ui, cái mùi me với tỏi nó bốc lên. Những ai mà đã từng ăn cái món này rồi sẽ hiểu được cái cảm giác khi me với tỏi là quyện vô với nhau nó bốc mùi lên. Đây này các bạn này. Rất chi là đã luôn các bạn ơi. Đó rồi cho hột vịt lộn vào nha. Đó. Cái này đảo hết sức là nhẹ nhàng luôn nha các bạn. Cho lửa nhỏ nha các bạn. Giờ là chỉ cho lửa nhỏ thôi nha các bạn. Để cho nó thấm nha các bạn. Nếu mình nhanh quá, nấu nhanh quá thì nó sẽ bị cạn mất nước me nha các bạn. Thì nó sẽ bị cháy. Nên là mình sẽ làm từ từ thôi nha các bạn. Nhẹ nhàng thôi nha. Thực ra mình cũng chưa bao giờ làm cái mâm lớn này, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì mình nghĩ là phải nhẹ nhàng, không nó bể hết. Bà ăn hột vịt lộn không bà? Ừ. Bà ăn hột vịt lộn không? Bà ngoại tôi các bạn ạ. Bà ngoại của tôi. Đây nha các bạn. Đó, các bạn thấy cho nó cái nước này rút bớt nha các bạn. Cái me quện lại nha các bạn. Cái khúc này hấp dẫn lắm các bạn ạ. Thật đảo sự nhẹ là nhàng không rồi mình sợ nó bung mất. Thật sự là cháy nước miếng rồi. Chưa đâu, chút nữa đi, còn chảy nước miếng nữa. Đó. Ui, trời ơi. Cái này hơi lâu chút xíu tại vì mình bỏ đường á. Bỏ đường vô cái nước me nó lỏng ra thì bây giờ mình phải rim cho cái nước nó cho nó cạn bớt nha, cho nó kẹo kẹo lại nha. Thì cái đó mình mới ăn nó mới hấp dẫn. Thật ra cái này nấu ở ngoài vườn hay ấy nhỉ. Đúng không? Đây nha các bạn, bây giờ đến lượt là bây giờ nó cái nước nó kẹo rồi nha các bạn. Bây giờ mình tiếp tục bỏ rau răm vô nha các bạn. Để cho nó thấm vô trong cái nước và trong cái trứng nha, nó ngon nha các bạn. Còn một ít thì chút nữa mình sẽ ăn sống. Đây là đậu phộng mình rang mình giã thôi nha các bạn. Đó, sau khi hột vịt lộn chín rồi đó, thì bây giờ đây là có hai người đặc biệt đấy các bạn. Có ông ngoại của tôi và bà ngoại của tôi. Bây giờ tôi sẽ lấy cho ông ngoại của tôi thưởng thức trước nha các bạn. Đó này, trứng còn nguyên luôn này, thấy không? Thèm lắm. Từ từ nha, cũng đang nóng lắm đó. Trứng đang còn rất chi là nóng các bạn ạ. Không có nước sốt, phải ăn với nước sốt mới ngon chứ bà. Để cho dằm vào cho. Các cái bà có ớt. Bạn ớt không? Không. Đang còn nóng lắm bà ơi. Đi đến nguội. Nhà. Nhà kêu bé nhập viện. Nó đang nóng lắm. Đây. Đây. Đang còn nóng lắm. Đó, ăn đi, mình ăn chơi đi. Thưởng thức. Cái này nó mềm hơn này không nè. Thổi đi đã không nóng.
Để cho ông bà tôi thưởng thức xem là cái món này chúng anh em chúng tôi làm nó như thế nào các bạn ạ. Còn nóng đó không ạ? Được lắm rồi bà ơi. Nóng không? Còn nóng không? Nguội chưa? Nguội chưa? Nguội. Ngon. Ngon lắm, mời tất cả. Thấy sao bà? Ngon lắm. Bà tôi khen ngon các bạn ạ. Ngon lắm. Ông thấy sao không? Bà ơi, lần đầu tiên ăn cái món này phải không bà? Lần đầu tiên ăn món này phải không? Thì cái này nó xào me mà phải chua chứ không? Từ thứ làm người như trời trời, mọi ngày luộc lên ăn. Hôm nay mới được ăn cái gì là một. Thế ăn được. À, bao nhiêu nồi bánh chưng thì mới được ăn bà? 92 nồi bánh chưng. 92 nồi bánh chưng. Bà tôi năm nay 92 tuổi, còn ông tôi là 96 tuổi nha các bạn. Thì bà tôi 92 nồi bánh chưng mới được ăn cái món này, còn ông tôi là 96 cái mùa su hào mới được ăn cái món này. Đó. Cháu 29 mùa hoa đảo chưa được ăn được. Dạ. Thưởng thức đi. Rồi, vô đi. Mời cả nhà nhá. Thôi mời cả nhà đi. Vô. Hấp dẫn quá, ngon thế. Món này rất chi là ngon các bạn. Thơm. Hãy ăn lúc đang còn nóng nha. Ngon hơn món truyền thống nhiều. Mời cả nhà thưởng thức nhá. Tuyệt vời. Đó, thấy không các bạn ạ? Món này rất chi là ngon các bạn ạ. Khả năng là tôi phải học cái món này về cho bà xã chế biến đấy. Đúng. Tuyệt vời đấy. Ông bà mời đi. Ngon quá. Sao không? Ông. Ông nhìn cháu đấy mà. Ngon không? Ngon. Ông tôi chê là chua các bạn ạ. Nhưng mà tại vì cái món này là nó chua, nó phải chua chua ngọt ngọt các bạn ơi. Vừa mà. Có thêm chút nước vào. Xin chào các bạn nha. Bà thấy sao bà? Lượt mình cũng hồi nãy giờ là mình thưởng thức, bây giờ mình nấu. Mình giờ mình ăn. Ăn đi con. Ăn đi bà. Đó, nói chung là nhiều đây người thì không thể nào mà ăn hết được 100 cái hột vịt lộn này đâu các bạn ạ. Thành ra tôi sẽ khoảng độ 20 quả đấy. Thành ra là tôi sẽ phải kêu anh em họ hàng của tôi vào dùng chung luôn nha các bạn. Ok. Nước sốt me này. Đó, cái nước sốt me này các bạn. Ngon đấy, thơm ngon. Cái này ăn nước còn ngon, nhiều khi còn ngon hơn cái này chứ phải đùa đâu nha. Mời cả nhà nha. Có vị chua chua của me. Đúng. Có đường. Đúng rồi. Là bùi của lạc nữa. Đúng, chuẩn. Thơm thơm của rau răm. Đây. Làm mạnh quá. Mời các bạn nha. Ăn nhiều mới ngon này. Ăn thêm quả này ngon nhỉ. Ông làm thêm quả nữa nhá. Bánh đào mà chấm nước sốt được tuyệt vời luôn này. Bà ăn quả nữa đi bà. Đây. Mời các bạn nha các bạn. Tôi phải thưởng thức phát xem nó như thế nào. Càng nóng các bạn. Cái này ăn cái này nó có bánh tráng này nhá bà. Cái này nóng. Bánh đa chứ, người Bắc là gọi là bánh đa nha. Sao bình thường mình ăn quán được 2 quả mà ăn 7 quả em chưa thấy no nhỉ? Cái này là mình ở nhà, mình ăn ở nhà, mình ăn nhiều. Vậy nó ngon, nó lạ miệng đấy. Mời các bạn nè. Ngon đấy. Ôi, ăn ớt mạnh thế. Cay. Mình ăn xong cái thao cái nồi này là trưa nay mình khỏi ăn cơm nha. Có tuyệt vời. Siêu chua. Cái này đâu chua đâu. Chua. Này chưa chua mấy bà? Không chua. Chua ngon. Nói chung cái món này á là bà nhà đi nha. Bà thôi à. Nhà hả bà? Mời đi bà ơi. Bà chào mọi người cái bà. Quên chào mọi người nha. Chào mọi người nha. Chán đâu rồi nha, ăn đủ rồi nha. Rồi. Nói chung cái bạn mình đang nghỉ ăn đấy các bạn. Cái món này á là nói chung á là nó có bùi của đậu phộng này, ngọt của đường này, chua béo của của me này, rồi rau răm lá thơm ớt rồi này kia đồ, nói chung quyện vào nhau ngon lắm các bạn ạ. Nấu cái món này gia vị nhiều lắm. Mấy quả đây? Nóng quá. Ở đây nha các bạn. Nói chung là anh em chúng tôi không tài nào mà ăn hết được đâu các bạn ạ. Thành ra là phải múc cho anh em các bạn ạ.
đó. Chia bớt. Cái này thực ra mục đích của cái làm cái hộp vịt lộn này là làm cho anh em, chứ còn làm sao mà hai vợ chồng Tú Vlog mà sao mà ăn hết được. Đúng không các bạn? Đúng. Đó đây này, các bạn này. Anh em các anh em này. Đang còn rất chi là nhiều các bạn ơi. Về bỏ hơn ra cho cô. Đó, bà tôi làm hết trái và ông tôi làm hết một trái các bạn. Này đúng con này. Các bạn. Này, này con. Con xin. Này con này. Dạ. Ăn này ăn nhiều trước. Anh Bốn, anh Bốn làm phát nguyên trái phát biểu cảm nghĩ rồi. Tôi thích nhất là ông anh của tôi này các bạn này, tự tiền tí và là cọp gáy răng. Đây, tôi rất thích ông anh của tôi. Anh làm một trái anh phát biểu cảm nghĩ rồi. Đang bận ăn. Này phải kiếm một trái lành. Đúng rồi, trái phải còn nguyên đây. Đây là thằng bạn. Đây nhiều lên. Cảm giác nó ngon. Chào mọi người nhá. Thật là mình mới được ăn cái món hộp vịt lộn xào chua ngọt me của Tú Vlog lần đầu tiên. Đời mình thì cũng là 29 mùa hoa đào đấy. Đấy, đấy. Dự. Nhưng mà mới lần đầu, thật sự rất là ngon mọi người ạ. Nếu như mọi người thấy ngon thì hãy học theo cách chế biến và nhớ nhấn ấn like, đăng ký và chia sẻ. Ok, ok. Thì Tú Vlog ngày được phát triển hơn và chúng ta sẽ được thưởng thức nhiều món ngon hơn. Rồi, ok cảm bạn. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Rồi, ok bạn. Rồi, anh Bốn, đến lượt anh Bốn này. Làm phát đi. Anh chỉ có ăn thôi, anh không biết nói gì hơn. Quán hơi to. Đó, ở đây, đây, đây. Nếu như các bạn xem những clip trước của tôi rồi thì không lạ gì con cọp gáy răng. Em xin tí đây đi. Đây các bạn. Mình vui mình ăn mặn quen rồi. Đây, mời cả nhà nhá. Bá cháy. Nóng. khả năng ông anh của tôi chắc dốp hết lợi lên này các bạn ạ. Thế nào anh? Cảm giác sao anh? Béo. Đang nóng. Cảm giác không nói nên lời. Không, phải lấy miếng nhắn quạt cho anh, ông anh tôi đó nha các bạn. Nó ngon, ngon lắm. Chưa nói nên lời. Nhưng không nói thành lời. Đây là ông anh của tôi nha các bạn. Đó, bây giờ những cái này vẫn đang còn rất là nhiều và tôi sẽ phải đi chia cho anh em hàng xóm của tôi. Và bây giờ nói chung là video này tôi xin kết thúc ở đây nha các bạn. Đó, nếu như các bạn cảm thấy video của tôi hay hãy cho tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha các bạn ơi. Đó, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của tôi nha. Chào bà con.